All right, number left. Yo. Yeah. Hết trơn rồi nè, sạch bóc rồi đó thấy không? Bụng to vậy mà em lấy mà không chảy máu ơi, ghê chưa, thấy hay chưa? Chưa? Ăn bụng mà có mẹ đứng kế bên lòng tiếng nữa. Này là u bã đậu quá thế. Hết rồi đó. Thấy không? Sạch bóc rồi nè. Đây là phải thấy sạch vậy đó. Đây. Rồi gấp bao bên này rồi. Đúng xui luôn thiệt chứ. Tạm thời quay con bụng nha. Nhà này sạch rồi đúng không? Đây. Tới chưa? Người mà yếu tay là chỉ thấy được cái khúc đầu thôi, tưởng khúc sau là sạch rồi. Trời ơi, người ghiền thì nó ngồi đây chứ chị. Chị biết là một ngày em bị nải vào mặt mấy lần không?
Rồi sạch sẽ luôn, tới chân luôn. Chặt bông ba con tam sao thất bản nè. Nhột mũi hả cưng, có nhột mũi không? Dạ một bé. Sorry nha. Gán một xíu nè cưng. Con này nó to cũng chẳng kém đâu. Từ từ quay lại thấy. Con từ từ quay lại thấy. Nằm gần thân kia quá. Xuống đây thấy. Em bắt em men. Trời ơi, sao cho nó cứng ngắc luôn quá chị. Cứng dữ lắm luôn á, dạo dạo cứng lên nè. Bữa nó tắm rồi nó nặng ra bụng, nó đem nó quăng trên cái bàn rồi cái cục luôn. Nó nặng ra trong lỗ tai đó. Đem nó kia mẹ. Trời quá trời. Nó hỏi gì con, cái nó nhặt bụng là trời. Lại hai con trên nha, nằm gần nhau quá khó. Ây da, trúng nó một cái là giống như là trúng cục đá vậy đó. Lên đi con, thấy không? Còn con này nó như cục đá vậy chị. Gán một xíu em. Nè, nó thụt cái đầu ở dưới, cứng đờ ở dưới á. Ý, trời ơi. Xíu vào. Nè. Trời ơi, nó cứng lắm luôn á chị. Cứng dữ lắm vậy đó, nếu quăng một mụn mà chị nói nó gian em trên bàn thì cứ cụp luôn á. Bàn cơm thì điểu quăng thì cứ cụp luôn á. Rồi xong rồi đó, ba con sạch sẽ rồi đó.
Ok. Lên đây thế. Tới chưa em? Chưa, từ từ. Còn mấy con cám cám lấy luôn. Có bị rung gì không thế? Rung tay. Ừ, rung màn hình mấy cái clip nó bị rung không á? Không. Đẹp không? Đẹp không? Rồi ok.